chất người chơi hà. Em quê thôn khác ăn chay đô thành, có thêm phân phát cho em thôi đành. Thuê hai con xe 16 chỗ để đi trước cổ sang em cho lành. Thương em nhiều mong sao em hiểu, có em chưa hiểu thì thôi anh chiều. Tiền tiền phòng ngựa xe các kiểu, cả tuần trăng mật tổng cộng bao nhiêu. Hàng điều cho nên thôi anh ráng hiểu, em ngây thơ yêu kiều, đôi mi công vài dáng điệu. Anh thì hơi phiêu phiêu, mắt nhìn đời sâu chán xỉu. Hai ta tương sinh tương khắc, vô tình gặp mặt giữa đời cô liêu. Đôi kia như thế thì là hay ho, anh đây chính xác là một tay to. Em đâu thua kém anh, hai ta buồn vén. Tên anh nhà mén nên anh đây lo. Anh đu đi chơi thì đi gay đi, thời nào còn bắt anh trong KC. Em xin anh gác chuyện tình này chắc như là tay thi với Lil Baby. Túi tiền nặng rủng rỉnh, đi không đã không về mới không hổ danh là trai năm kia lục tỉnh. Xưng ba xưng danh bảo hộ mà đổ em gái bên cây cầu dừa. Con tim bỗng chậm một nhịp khi em e thẹn thùng thầy đẩy đưa. Xe như thuyền mình hèn. Không phải vội mình cứ đi tan. Miền Tây náo nhiệt đậm đà cũng không hề thiếu chúng nơi an tĩnh. Cho anh ghé qua chú Phước Hậu chắp tay cầu mong thiên hạ thái bình. Đi theo anh dưới chào con thuyền rồi nhìn xuống nước tan mây là mây. Cầu dừng ca thêm nồng bởi vì đang dặn trên biết toán ai ở quê. Cô em ơi anh người đô thành không rành con nước miền Tây miền Tây. Nhưng sao đi về lâu rồi trong người chỉ thấy mình say là say. Cô em băng qua nơi kinh đô giờ lô tô trên xe ô tô. Khi em ngừng ngã cô bolero làm người tỉnh táo biến thành hồ đồ. Sau ly đầu là nhắc lên anh quậy, sau câu chờ là bao.